kênh truyền hình Mỹ CNBC dẫn lời các nhà phân tích được khảo sát cho biết, việc ông Donald Trump thắng cử Tổng thống Mỹ và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình, Tổng thống Zelensky sẽ không thể trông đợi vào việc trả lại các vùng lãnh thổ đã mất hoặc việc Nga sẽ trả tiền bồi thường. Nhà phân tích người Anh Tim Wallace Winsay nhận định, trong bất kỳ thỏa thuận nào như vậy, ông Zelensky khó có thể giành lại bán đảo Crimea và khu vực Donbass hoặc nhận được tiền bồi thường cho những thiệt hại to lớn đã gây ra cho đất nước của ông ấy. Theo giới phân tích, ông Trump cũng có thể tuyên bố chặn hỗ trợ tài chính cho Kiev nhằm ép buộc chấm dứt chiến tranh. Bài báo dẫn lời các nhà kinh tế tại ngân hàng Berenberg cho biết, việc ông Trump cắt ngay lập tức tài trợ cho Ukraine sẽ là một kịch bản cực đoan, nhưng đó là một kịch bản hợp lý vì chính trị gia này nổi tiếng là người khó đoán. Đồng thời, các chuyên gia đồng ý rằng Ukraine phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn trong bối cảnh sự hỗ trợ của phương Tây suy yếu và nguồn tài trợ suy yếu. Và sau khi ông Trump thắng, ông có thể gọi điện cho Tổng thống Putin ngay ngày hôm sau. Ông Tim Wallace Quinn sẽ lưu ý, chiến thắng của ông Donald Trump có thể dẫn đến việc ông ấy sẽ gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin sớm nhất là vào ngày 6 tháng 11. Bất kỳ cuộc gọi nào như vậy sẽ làm tăng kỳ vọng về một giải pháp thương lượng và các cuộc thảo luận có thể bắt đầu trong những tháng đầu của năm 2025. Trong ngày 6 tháng 11, ứng viên Cộng hòa Donald Trump đã trở thành Tổng thống thứ 47 sau khi vượt qua Phó Tổng thống Kamala Harris ngay sau đó, ông Trump đã có bài phát biểu mừng chiến thắng ở buổi tiệc đêm bầu cử tại Long Beach Florida. Ông bày tỏ: "Tôi muốn cảm ơn người dân Mỹ vì vinh dự được bầu làm tổng thống thứ 47 và tổng thống thứ 45 của mọi người. Đây là một thành tựu chính trị phi thường, một chiến thắng tuyệt vời. Đây là cơ hội để chúng ta làm nước Mỹ vĩ đại trở lại." Ông Donald Trump đã tuyên bố rằng khoảnh khắc này sẽ giúp đất nước chữa lành. Ông Trump đã hứa với người dân Mỹ rằng: "Mỗi ngày tôi sẽ chiến đấu vì các bạn." và nhấn mạnh rằng ông sẽ mở ra thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ. Chúng ta sẽ sửa chữa biên giới, sửa chữa mọi vấn đề của nước Mỹ. Tôi sẽ chiến đấu vì mọi người, vì gia đình mọi người và tương lai của mọi người. Mỗi ngày tôi sẽ chiến đấu tới từng hơi thở, tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi chúng ta làm nước Mỹ trở nên mạnh mẽ, an toàn và thịnh vượng, nơi mà con cái chúng ta xứng đáng được hưởng, nơi mà mọi người xứng đáng được hưởng. Lên sân khấu cùng ông Trump có các thành viên trong gia đình và vợ ông, Melania Trump cũng là người đồng hành tranh cử của ông, ứng viên phó tổng thống James David Van và chủ tịch Hạ viện Mike Johnson. Sau khi truyền thông đưa tin, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc đua trở lại Nhà Trắng với nhiệm kỳ thứ hai lịch sử, các nhà lãnh đạo và các đồng minh của Đảng Cộng Hòa khắp các châu lục đã đồng loạt chúc mừng. Theo tờ Politico ngày 6 tháng 11, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, đồng minh lâu năm của ông Trump, viết trên mạng xã hội. Cuộc trở lại vĩ đại nhất trong lịch sử chính trị Mỹ Chúc mừng Tổng thống Donald Trump với chiến thắng to lớn, một chiến thắng cần thiết cho thế giới. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ: "Tôi chúc mừng Tổng thống Donald Trump, sẵn sàng phối hợp cùng nhau như chúng ta đã làm trong 4 năm, với niềm tin của ông và của tôi, với sự tôn trọng và tham vọng vì hòa bình và thịnh vượng hơn." Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cũng gửi thông điệp: "Thay mặt cá nhân tôi và chính phủ Italy, xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump." Mỹ và Italy là hai quốc gia chị em gắn kết bằng một liên minh không thể lay truyền, các giá trị chung và tình hữu nghị lịch sử. Đó là một mối quan hệ chiến lược mà tôi tin chắc chúng ta sẽ củng cố mạnh mẽ hơn nữa. Về phần mình, trong một tuyên bố trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhớ lại cuộc gặp tuyệt vời của ông với ông Trump vào tháng 9 và ca ngợi cam kết của ông Trump trong cách tiếp cận hòa bình thông qua sức mạnh trong các vấn đề toàn cầu. Ông cho hay, Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ lưỡng đảng ở Mỹ. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chúc mừng ông và vợ ông Melania về điều mà ông gọi là sự trở lại vĩ đại nhất trong lịch sử. Ông Netanyahu viết trên mạng xã hội X rằng: "Sự trở lại lịch sử của ông tới Nhà Trắng mang đến một khởi đầu mới cho nước Mỹ và một cam kết mạnh mẽ đối với liên minh vĩ đại giữa Israel và Mỹ. Đây là một chiến thắng to lớn." Theo CNN, ông Cedric Greenman đồng chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris cho biết, phó tổng thống sẽ không phát biểu trước những người ủng hộ vào tối ngày bầu cử. Ông Rimon tuyên bố trước đám đông tụ tập tại bữa tiệc đêm bầu cử của bà Harris, chúng ta còn nhiều phiếu cần kiểm đếm và vẫn còn những tiểu bang chưa được gọi tên. Chúng ta tiếp tục chờ qua đêm để đảm bảo mọi phiếu bầu được kiểm đếm, mọi tiếng nói được lắng nghe. Vì vậy, mọi người sẽ không nghe được phát biểu từ phó tổng thống, nhưng bà sẽ phát biểu vào ngày 6 tháng 11 theo giờ địa phương. Trước đó, Phong New dẫn lời nhà quan sát Julian William của họ lên tiếng bày tỏ sự thất vọng của đảng Dân Chủ khi cựu Tổng thống Trump giành được một số chiến thắng trong cuộc bầu cử. Ông William cho biết, đảng Dân Chủ đang chán nản vào thời điểm này. Tôi nghĩ rằng, thậm chí còn có sự chỉ trích lẫn nhau giữa những người theo đảng Dân Chủ về ông Biden và liệu ông Biden có nên từ bỏ sớm hơn hay không. Một người đàn ông da trắng có thể làm tốt hơn không? Rõ ràng là ông Trump đã đánh bại hai phụ nữ và bây giờ là một phụ nữ da đen. Vì vậy, có rất nhiều câu hỏi như vậy. Ông William cáo buộc ông Trump đã khơi dậy cuộc nổi loạn đầu năm 2021, nhưng giờ đây, giống như một con phượng hoàng quay trở lại phòng bầu dục. Ông bày tỏ thật không thể tin được. Mới đây, đại sứ quán Nga tại Mỹ đã phủ nhận cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sau khi xuất hiện một số thông tin từ chính quyền Mỹ cho rằng các mối đe dọa đánh bom giả tại các điểm bỏ phiếu dường như bắt nguồn từ Nga. Trong ngày bầu cử Mỹ, FBI xác nhận rằng các mối đe dọa đánh bom tại các điểm bỏ phiếu ở một số tiểu bang có khả năng xuất phát từ các email có tên miền của Nga. Mặc dù FBI cho biết không có mối đe dọa nào được xác định là đáng tin cậy, nhưng họ đã buộc phải đóng cửa tạm thời một số điểm bỏ phiếu. Sự việc diễn ra sau khi tình báo Mỹ vào tháng trước đánh giá rằng các điệp viên Nga đứng sau một video giả mạo có nội dung cho thấy cảnh một người nào đó phá hủy các lá phiếu gửi qua thư ở Pennsylvania vào cuối tháng 10. Đại sứ quán Nga tại Washington cho biết các cáo buộc của Mỹ là vu khống và vô căn cứ. Tất cả những lời ám chỉ về âm mưu của Nga đều là sự vu khống ác ý, được biện đặt ra để sử dụng trong cuộc đấu chính trị nội bộ của Mỹ. Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết họ không nhận được bất kỳ bằng chứng nào trong các cuộc tiếp xúc của các quan chức Mỹ, hoặc thậm chí bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến câu chuyện được đăng tải trên báo chí, và cáo buộc các nhà chức trách và phương tiện truyền thông Mỹ hoảng loạn về thông tin sai lệch cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử. Thưa quý vị, với việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, ông Donald Trump, 78 tuổi, đã trở thành tổng thống đầu tiên giành chiến thắng trong các nhiệm kỳ không liên tiếp trong hơn một thế kỷ. Tính đến 13 giờ 15 phút theo giờ Việt Nam, gần 90% phiếu bầu đã được kiểm ở bốn bang chiến địa: Georgia 16 phiếu đại cử tri, North Carolina 16 phiếu, Wisconsin 10 phiếu, Pennsylvania 19 phiếu. Ông Trump đã giành được 61 phiếu đại cử tri nâng tổng số phiếu đại cử tri hiện có lên 277 phiếu. Con số này vượt qua ngưỡng 270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Ông Donald Trump đã bước vào cuộc đua Tổng thống Mỹ với hành trang khác thường. Dù từng bị kết án trọng tội và có số lượng lớn người không thiện cảm, nhưng cựu Tổng thống Mỹ vẫn nhận được sự ủng hộ từ đông đảo cử tri trung thành với kinh nghiệm hai lần tranh cử Tổng thống. Ông Trump đã vượt qua tất cả những trở ngại, hiện diện đầy quyền lực trước những cử tri đang mong muốn xoay chuyển các định hướng và chính sách của nước Mỹ dưới thời của chính quyền Tổng thống Joe Biden và Kamala Harris. Ông Donald Trump sinh ngày 14 tháng 6 năm 1946 tại Queens của thành phố New York là con thứ tư trong một gia đình năm anh em. Mẹ là bà Marianne, người Scotland. Bố ông Trump là Frederick Chris Trump, một doanh nhân bất động sản vì tính cách hiếu động và ngang bướng, cậu bé Trump bị bố gửi đến học tại một trường quân sự nội trú, rồi tốt nghiệp trường kinh tế Wharton, Đại học Pennsylvania năm 1968. Ông sau đó tham gia công việc kinh doanh của gia đình. Ngày 8 tháng 1 năm 2004, ông Trump lần đầu tiên ra mắt với tư cách là ngôi sao trong chương trình truyền hình thực tế Người Tập Sự. Chương trình khắc họa chân dung ông Donald Trump rất đời thường và đầy tính nhạy bén trước các cơ hội kinh doanh, qua đó, thế hệ trẻ ở Mỹ biết đến ông nhiều hơn. Ông Trump tuyên bố tranh cử tổng thống tại Tháp Trump ở Mahastan ngày 16 tháng 6 năm 2015. Ngày 3 tháng 5 năm 2016, ông trở thành ứng viên duy nhất của Đảng Cộng Hòa trong đường đua vào Nhà Trắng. Ngày 8 tháng 11, ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, đánh bại đối thủ Hillary Clinton. Ông Trump đã để lại một số di sản đáng kể trong nhiệm kỳ đầu tiên như cải cách thuế, tái định hình hệ thống tư pháp liên bang, cải cách hệ thống tư pháp hình sự, thành lập quân chủng vũ trụ. Trong cuộc bầu cử năm 2020, ông Trump đã thất bại trước ông Joe Biden. Thất bại nặng nề nhất được cho là lý do khiến cho ông Trump không thể tái đắc cử là do cách xử lý đại dịch Covid-19. Cuộc khủng hoảng kinh tế này đã kéo theo hệ lụy về kinh tế, vấn đề trước đây được cho là thế mạnh lớn nhất của ông Trump. Giới chuyên gia nhận định sự hỗn loạn đã trở thành điều bình thường mới trong hành trình quay lại Nhà Trắng trong năm 2024 của cựu Tổng thống Trump. Sau nhiều tháng vướng vào hàng loạt cuộc chiến pháp lý, ông Trump đã giành được phiếu thắng chính trị để thuyết phục trên con đường đầu tiên trở lại Nhà Trắng. Trở đầy một tháng sau khi bị kết án hình sự, ông đã đến Atlanta để tham gia cuộc tranh luận với Tổng thống đầu tiên và duy nhất với ông Joe Biden. Màn tranh luận lúng túng của tổng thống đương nhiệm đã gây hoang mang cho đảng dân chủ và tiếp thêm sự tự tin cho ông Trump về cục diện cuộc đua. Tại đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa hồi tháng 7 năm 2024, ông Trump chính thức chấp nhận đề cử trở thành ứng cử viên tranh cử tổng thống của đảng. Đối đầu với bà Kamala Harris, một đối thủ mới khi cuộc đua chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc, ông Trump và bà Harris đã có cuộc tranh luận duy nhất vào tháng 9. Sau đó, ông Trump đã đẩy nhanh tốc độ chiến dịch tranh cử. Ông Trump đã tổ chức nhiều sự kiện lớn hơn cả tháng 6 và tháng 7 cộng lại. Thế nhưng, tháng này cũng chứng kiến một bước ngoặt đáng báo động khác khi ông Trump sống sót trong một nỗ lực ám sát khác ngoài câu lạc bộ chơi golf của ông ở West Palm Beach, Florida. Trong những tuần tranh cử cuối cùng, ông tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ từ khắp tiểu bang chiến trường mà các nhà phân tích chính trị tin rằng sẽ quyết định kết quả bầu cử. Theo giới quan sát, với phần tranh cử lần thứ ba, ông Trump giành chiến thắng nhờ xây dựng được những lợi thế vững chắc về mặt cử tri cũng như chính sách Trước hết, phải kể đến thành phần cử tri trung thành của ông qua ba kỳ bầu cử. Thành phần cử tri ủng hộ ông Donald Trump năm 2024 giống năm 2020. Ông vẫn giữ được sự ủng hộ của 94% người đã bỏ phiếu cho ông, bao gồm hầu hết những người ủng hộ ông trong cả năm 2016, 2020. Một lợi thế khác mà ông Trump có được là sự tín nhiệm về kinh tế. Trong nhiều cuộc thăm dò, người Mỹ đều cho biết nền kinh tế là mối quan tâm hàng đầu của họ khi chuẩn bị bỏ phiếu cho cuộc bầu cử này. Đây sẽ là điều dễ hiểu khi người Mỹ phải đối phó với lạm phát cao trong nhiều năm. Tháng 9, lạm phát ở Mỹ chỉ tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái và nền kinh tế nước này đã tăng trưởng mạnh mẽ 2,8% trong quý 3. Song theo khảo sát của New York Times, Đại học Siena, 75% cử tri cho rằng nền kinh tế đang trong tình trạng tồi tệ. Ông Trump cũng chấp lấy cơ hội khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm ngày trước bầu cử, cho thấy sự tăng trưởng yếu ớt về số lượng việc làm. Phần lớn là do tác động của các cơn bão lớn và tình trạng đình công diện rộng dưới thời nắm quyền của ông Joe Biden. Một khía cảnh khác được cựu Tổng thống đặt làm trọng tâm trong chiến dịch tranh cử là mối đe dọa và sự hỗn loạn do tình trạng nhập cư bất hợp pháp Ông Trump nhấn mạnh, với lá phiếu của các bạn vào ngày mùng 5 tháng 11, tôi sẽ kết thúc tình trạng lạm phát và chấm dứt tình trạng tội phạm tràn vào nước ta. Trong cuộc thăm dò toàn quốc cuối cùng, 15% số người được hỏi cho biết nhập cư là vấn đề quan trọng nhất trong việc quyết định lá phiếu của họ. Cách tiếp cận của ông về luật pháp và tội phạm cũng là một điểm cộng trong mắt cử tri. Trong thời đại mà các vấn đề về tội phạm và an toàn công cộng được đưa lên hàng đầu trong các cuộc thảo luận chính trị, sự nhấn mạnh của ông Trump vào luật pháp và trật tự đã tạo ra được tiếng vang lớn với nhiều cử tri khi chính quyền đương nhiệm đang gây ra tranh cãi việc xử lý các vấn đề đối ngoại nhất là về vấn đề xung đột ukraine và trung đông cử tri mỹ mong muốn kinh nghiệm và sự đổi mới của cựu tổng thống người mỹ tin tưởng hơn vào ông trump về các vấn đề chiến tranh và hòa bình phần lớn cử tri cho rằng ông có đủ kinh nghiệm trong các vấn đề đối ngoại ông trump dẫn đầu đáng kể trong cuộc thăm dò về ứng cử viên nào sẽ làm tốt hơn trong chính sách đối với cuộc chiến ở ukraine quan hệ với trung quốc và cuộc chiến giữa israel và hamas với chiến thắng đầy thuyết phục trong cuộc bầu cử năm nay, chính trị gia gốc New York đã một lần nữa đánh bại một ứng cử viên là phụ nữ. Vào năm 2016, ông Trump đã đánh bại cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ. Năm 2024, có khoảng 231 triệu người Mỹ đủ điều kiện đi bỏ phiếu, bao gồm khoảng 161,42 triệu cử tri đã đăng ký bỏ phiếu. Các cử tri sẽ bầu chọn Tổng thống và Phó Tổng thống, toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện có nhiệm kỳ 2 năm. Bà từ trên 100 ghế tại Thượng viện có nhiệm kỳ 6 năm, cùng 11 vị trí thống đốc bang. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đang chuẩn bị đến trung tâm hội nghị ở Palm Beach, bang Florida để phát biểu trước những người ủng hộ. Thông tin trên do một trợ lý chiến dịch của ông Trump chia sẻ. Gia đình ông Trump đã bắt đầu đến buổi tiệc ở Florida các phương tiện truyền thông đưa tin rằng con trai của ông Trump là Donald Trump Jr đang bắt tay với những người ủng hộ. Ông Trump đã giành được chiến thắng tại các bang chiến trường quan trọng như Georgia và North Carolina, giành được hơn 270 phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành tổng thống. Chưa rõ thời gian cụ thể ông Trump sẽ bắt đầu phát biểu. Trong khi đó, phó tổng thống Kamala Harris dự kiến sẽ không phát biểu tối 6 tháng 11 sau một đêm thành công của chiến dịch đối thủ. Những người ủng hộ bà Harris đã rời khỏi Đại học Harvard vào sáng sớm 6 tháng 11 giờ Mỹ, sau khi có thông báo rằng bài phát biểu của bà sẽ bị hoãn lại đến ngày hôm sau. Địa điểm này trước đó vốn tràn đầy hy vọng thì nay đã nhanh chóng trở nên vắng vẻ, trên một phát biểu không còn ai. Sau khi ông Trump giành chiến thắng tại bang chiến trường Pennsylvania, theo dự báo của nhiều hãng truyền thông, điều này gần như đóng lại cơ hội của ứng cử viên Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng.